À, mày lại lên ông nhà mày bắt con gà không? Đéo có. Vãi nhờ. Ui, thế mi ở nào? Ồ, hay là nó ở dưới nhờ? Nani? Omae wa mou shindeiru. Ui, cháu ơi, 6 tuổi. 6 tuổi rồi. Ui, vãi, cái gì đấy? Nhờn, nhờn, ui thề luôn. Sợ vãi anh em ạ. Ui ôi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, sopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hey, cuối tuần chúc tất cả anh em xem video vui vẻ nhá. Và đừng quên là hãy để lại cho video một lần like nha. Yo. Nào, những người anh em. Ơ nhưng mà thằng đéo nào trêu người ở đây anh em nhỉ? Bỏ mẹ rồi. Hiện tại là mình đang ở khu vực thành phố ạ. Ừ. Mày nhờn bố mày đấy à? À. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ui, mẹ thằng này giỏi nhờ. Từ từ đã. Quả giáp 2 này ít ra nó còn kiểu xịn hơn tí, chứ còn cái giáp 1 như lúc nãy chắc là vứt con mẹ nó đi anh em nhỉ. Wow. Xem chúng ta có gì nào. Rồi. Có một cái mũ level 1 nhá. À, đây 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 đây. Căn nhà mà có cái thằng nhờn nhờn mẹ mày nó cứ kiểu à cầm shotgun vách à. Ui. Anh ơi. Anh ở đâu đấy? Anh nhà ở đâu thế? Anh nhà ở Cầu Giấy. Cứ tới lúc cháu tìm em chẳng nhớ được về. Ôi mẹ mồm, đừng có mẹ mồm à. Ở trên tầm à? À chờ em tí, em lên ngay. Đây tôi chuẩn bị sẵn bông keo rồi. Nói chung là lên phát dựng ngay. Đéo ăn được đâu. Ô bạn ơi. Bạn ơi bạn. Bạn đang ở đâu ấy? Không thấy. Bỏ mẹ rồi. Thế đéo nào nhỉ? Nó ở trên ông nhà đúng không? À mày lại lên ông nhà mày bắt con gà không? Đéo có. Vãi nhờ. Ui, thế mi ở nào? Hay là nó ở dưới nhờ? Nani? Omae wa mou shindeiru. Ui, cháu ơi, 6 tuổi. 6 tuổi rồi. Thế. Ui, vãi, cái gì đấy? Nhờn, nhờn, ui thề luôn. Sợ vãi anh em ạ. Ui ôi. Thế với anh em thế. Mấy ôi sao kiểu hai thằng nó xông vào nó ăn tôi luôn. Ui ôi. Cuộc sống này không ạ, nói thật. Phận làm con trai 12 bến nước. Mẹ mày kiểu bến nào cũng kiểu xịn xò đấy, biết đi bến nào. Đây quấn quấn đầy máu đã. Ma nhờ. Gặp mấy cái thằng dở hơi sơi cắm lợn. Cáu hết cả người ấy. Nhưng mà anh em như anh em một thứ giận. Đéo hiểu kiểu gì. Đây đây ok. Có cái giáp 3 xịn hơn này. Đủ. Các ông thấy chơi game nó bị kiểu à, lướt đồ tí luôn. Mũ giáp 3 luôn, luôn. Xịn không à, với cái combo gì nhỉ? Scout này MP40 anh em. Combo chơi rất nhiều mà. Dễ mà. Combo cho tất cả những anh em mới chơi nó vô cùng tuyệt vời nhá. Nào. Ui. Mà kể về cái việc đấy là mấy ngày vừa rồi tôi không có ra video, đơn giản là ê mới chuyển đến 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 nhà mới các ông ạ, nên là các ông thấy không, đây nhá, tôi có một cái view 7 màu luôn, quá đủ mà, rực rỡ không. Nhắc đến chuyện là hôm nay chủ nhật nhá, tôi vẫn ở nhà làm bình thường các ông ạ. Các ông này mẹ một kiểu mấy ông có người yêu chắc sướng mấy đai, mẹ một kiểu đi chơi với người yêu đúng không. Ui mẹ thằng áo cam mẹ này đéo hiểu, nó là cái thằng áo cam có thể run vậy. À đây, đây đây rồi có thêm đi. Ôi mẹ mình kiểu gặp ngay anh ôm bom. Thôi thôi em xin. Em xin giơ tay giúp đi thôi. Dạ trách ai bây giờ ở đây. Ui anh đừng. Em không làm gì anh cả. Anh đừng. Ui anh giết em mất thì sao. Ui anh ơi anh đừng. Mẹ à mày cho mày hai trái lựu. Ui bỏ mẹ mày gặp phải dân chơi thôi. Đừng vãi. No. No cut list no. Mày ăn lựu này con lợn này. À thế làm sao mà nào. À thế làm sao mà.
À đây đây. Đây này. Ui. Từ 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 từ. Qua đây. Căng thẳng vãi luôn mẹ mày kiểu. Các ông nhìn mặt tôi nhá. Như nhiệt ỉa cả tuần. Óc chó này. Óc chó boy. Ôi mà nhắc đến mẹ mày kiểu dạy tôi ở nhà tôi lười vãi. Các anh em nghỉ hè không biết là lịch trình của anh em như nào. Tôi lịch trình như này nhá. Sáng đi du lịch nhá. Đi du lịch từ nhà vệ sinh sang phòng ngủ ấy. Xong lại từ phòng ngủ tôi đi du lịch sang phòng khách. Đấy, từ phòng khách phòng sợ ăn, tôi lại đi du lịch sang phòng ăn. Đấy, không mày rực rỡ không? Ủa mẹ, thằng đéo nó đấy đông thế mày kiểu. Lúc thì đéo qua, lúc thì má mà đông vãi cơ. Vỡ mẹ đầu. Ha, được, thật sự này. Từ đầu trận đến giờ tôi chỉ lang thang ở đây thôi. Tôi đang kiểu đi tìm real love của mình ở trong game. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng thế đéo là mình đang chơi solo tìm cái nào được. Cuộc sống mày kiểu nghiệt ngã. Nhưng mà bởi vì sợ bị trừ điểm danh thế là tôi lại chơi cố. Nhiều khi là cuộc sống nó mẹ mày đưa đẩy chúng ta đến những cái hoàn cảnh mà chúng ta đéo được ngờ được. Các cháu ơi, tự nhiên đéo hiểu sao chú thấy mẹ mày có một thằng mặt chó ở trên kia. À mẹ mày giúp gốc cây các cháu ạ. Ui mẹ mày kiểu anh ơi đừng câu nhiều em sợ. Mẹ mày chạy chạy nhanh bỏ mẹ rồi nào. À ui đéo hiểu mày này học chó mẹ này. Mày ở trên xong đéo ở trên xong chạy xuống. Ui ôi bạn thấy cuộc đời bạn tàn tạ chưa. Ui bạn ơi tại sao chúng mình không nhận ra nhau sớm hơn để mình có thể bắn vỡ cái mẹ sọ mày. Kiểu hay ho thật sự nhở. À bạn nào xem cái tập này chưa like cho video thì nhớ cho mình một like nhở. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Nếu như các bạn có ý kiến góp ý gì comment ngay bên dưới video đi. Tôi sẽ thực hiện những cái ý tưởng của anh em nhở. Được thật sự nhở. Từ từ anh em. Tôi không muốn thử nhân phẩm lúc này đâu. Nhưng mà tôi lại máu liều. Đấy nhiều khi là máu liều mẹ mình nhiều hơn máu não. Ôi cuộc sống này. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi không chết đâu. Chết thế nào được, mẹ mày chết là tôi sẽ dừng clip ngay tại đây. Không thể nào mà chết được nhá. Đấy, diễn viên chính là không thể nào mà chết được. Anh em hiểu không? Nên là tôi rất là tự tin. Bắn cái thùng dầu chân. Ui mẹ, nổ kinh đấy. Ui, đúng. Nào, những người anh em mới sợ mấy đái. Ok nha. May quá. Lúc nãy tôi chỉ thử vận may của mình một tí thôi. Nhưng mà may tôi xém chết. Không sao cả. Đấy, cuộc sống thì tôi vẫn đang rất là yên ổn ở đây. Nào, các anh trai, em trai, các người anh em đấu hết cả rồi, chả thấy ai nhỉ. Từ. Ui mẹ, đừng. Mày hiểu không? Coi chừng cái đầu mày nhỉ. Mẹ mày coi chừng tao cạo đầu mày nhỉ. Ui đừng. Nào, hê hê. Ra đây bạn ơi, bạn yêu. Bạn yêu ơi. Bạn ra đây, bạn ra đây này. Bạn yêu này, bạn yêu yêu cái đéo gì, yêu thương gì mấy thằng địch anh em nhỉ. Đấy, tôi chỉ dùng những cái lời ngon ngọt của mình để dụ dỗ. Bỏ mẹ. Anh ơi, nó dùng cái súng đéo kiểu đứng. Thôi. Ui mẹ mình kiểu M82B à, vãi. M82B à. Thôi. Anh ơi MC. Thề. Giận vãi luôn M82B câu à. Bỏ mẹ mấy thằng. Mấy thằng chúng nó xài M82B nhá. Mà chúng nó xài thêm cả tính năng của Moco nữa thì vãi luôn. Ơ kìa. Ơ không có ai đâu mẹ, tôi dọa anh em thôi. Làm gì có ai đâu. Kiểu đôi khi là chúng ta kiểu linh cảm ra những cái điều mà tôi cũng đéo thể ngờ được. Kiểu cảm giác mẹ mày luôn luôn kiểu gì cũng có vài thằng dở hơi ở đây. Nhưng mà chúng nó sẽ dùng những cái bí thuật của mình. Mẹ mày có thể kiểu bung vào góc khác chẳng hạn, hay là làm ra ba cái trò gì đấy. Nên là tôi cũng chả biết được có. Nhiều khi ấy chúng ta gặp những thằng rất dở hơi. Ví dụ kiểu trốn các mẹ sau cây okay, bắn anh em à đâu ẩn thân vào trong cái cây. Nhiều thằng này mẹ mày kiểu nằm các mẹ trong cục đá. Ui mẹ cuộc sống. À chạy nháy em ơi. Cháu ơi, cháu hãy chạy nhanh đi. Chạy ngức ấp gì nhỉ? Ôi hơi nhầm đi. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn cháu ạ. Cháu ơi, cháu ở đây là cháu đéo ổn với chú rồi. Nhá, nhưng mà ở phía trước là có tận hai đứa cơ. Mày nhờn à? Hơi bị căng thẳng nhá. À mẹ có thằng này. Ngồi cẩn thận không với mẹ đâu. Ui, ốc chó men. Yo, được. Ui, tự nhiên hôm nay tôi bắn như lên đồng câu ạ. Đấy, mẹ kiểu cảm giác. Ôi, hôm nay tôi bị ra xôi nhập. Ơ nhưng mà
Yasuo có liên quan đéo đến Free Fire đâu. Ui mẹ kiểu tôi đang hơi bị lag. Ping cao nhá. Mày tưởng mày trốn sau đấy mày ngon à? Mày này, trốn đây mày bị sấy luôn. Trốn này, bố mày nhiều đạn nhá. Nào trốn đi, trốn này, trốn thế đéo đấy. Ơ nhưng mà nó chạy kìa. Đừng. Ui mày, nó tính bắn tôi ấy. Ôi, bắn mình cơ. Nhờn, bắn ai cũng bắn mình ạ. À, còn thằng này nữa. Mày này, ui ôi, lại đi vào vết xe đổ thằng kia. Ui sao ấy, sao đi vào vết xe đổ thế, không được rồi. Từ anh em chờ cái 10 kill nhá. Ôi còn hai thằng này, bây giờ xem xử lý. Ê, các cháu ơi, bây giờ các cháu phải nhìn chú xử lý mẹ này. Hai cái thằng đầu bùi quấn khố này. Ui mày, anh ơi đừng. Sợ thế. Nó cầm cái pháo cầm tay à? Ôi đéo, mẹ mình kiểu hôm nay mình lười mình đéo lượm pháo cầm tay cơ xong. Bây giờ chúng nó cầm sợ quá. Ôi mẹ mình kiểu, ôi thế còn bố chấm kèo. Lúc nãy kiểu mình tự hào 15 trái. Vãi game thật. Nào. À thằng kia sau trái bóng keo nhé. Hơi căng. Phần này hơi căng thẳng các bạn, bo thủ ở trên cơ. Bỏ mẹ rồi. Ui mẹ mình. Nó chơi thế thì biết nói cái theo gì nữa mẹ. Nó tự dùng bom keo để nhốt mình. Thôi anh xin. Nào. Ui. Thằng ở trên đấy. Phải game thật. Bỏ mẹ ông thằng dở ở trên này. Mày nhờn bố mẹ. Ui thật đéo được. Đéo rồi. Ui đừng. Anh ơi đừng. Em xin. Mày này nhờn này. Á thằng trên. Ui. Mẹ cay rồi. Đéo hiểu mẹ mày rất mẹ tốt.